Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 64 ngày 30 thời điểm của Chúa, Kinh Thánh Sử ký nhất đoạn 12 câu 38 đến câu 40, đoạn 14 câu 2, câu ghi nhớ Sử ký nhất đoạn 12 câu 38. Những người này là lính chiến có tài bài trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hebron đặng lập David làm vua trên cả Israel. Còn những người khác trong Israel cũng đều một lòng một dạ muốn tôn David làm vua. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Sử ký nhất đoạn 12 câu 38 đến câu 40. Kinh Thánh Cựu Ước trang 410. Những người này là lính chiến có tài bài trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hebron đặng lập David làm vua trên cả Israel. Còn những người khác trong Israel cũng đều một lòng một dạ muốn tôn David làm vua. Chúng ở lại với vua David 3 ngày và ăn uống, vì anh em của chúng đã sắm sẵn cho. Còn những người ở miền lân cận hơn, cho đến đất Isaka, Sabulon và Nephtali, đều đem chở bằng lừa, lạc đà, con la và con bò, nào bánh mì, bột miến, trái vả, nho khô, rượu, dầu, cùng dẫn bò và chiên đến rất nhiều, bởi vì có sự vui vẻ nơi Israel. Và chúng ta đọc đoạn 14 câu thứ 2. David nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va đã vững lập mình lên làm vua Israel, vì cớ dân Israel của Ngài, nước người được hưng vượng thêm. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong đoạn 12 câu 38, chúng ta tô màu câu ghi nhớ. Những người này là lính chiến có tài bài trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hebron đặng lập David làm vua trên cả Israel. Còn những người khác trong Israel cũng đến một lòng một dạ muốn tôn David làm vua. Chúng ta cùng đọc câu ghi nhớ đã được tô màu một lần nữa. Những người này là lính chiến có tài bài trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hebron đặng lập David làm vua trên cả Israel. Còn những người khác trong Israel cũng đều một lòng một dạ muốn tôn David làm vua. Ở trong phần tìm hiểu, ông David không tự xưng vua, ông chờ thời điểm của Chúa. Đến lúc thích hợp, cả dân Israel đều một lòng một dạ tôn David lên làm vua. Chúng ta biết rằng vị vua đầu tiên của người Do Thái đó là ông Saul. Và bởi vì ông Saul không vâng lời Chúa, làm theo ý riêng, phạm tội, và Chúa đã bỏ ông Saul và Chúa đã sức dầu cho ông David để lên làm vua. Tuy nhiên, ông Saul không có nhường ngôi vua cho vua David, nhưng ông Saul lại tìm cách để mà giết David bởi vì ganh tị, và David phải chạy trốn. Và nhiều lần ông David có cơ hội để giết ông Saul, nhưng David đã không làm điều đó, bởi vì David nói rằng ông Saul là người đã được Chúa sức dầu cho làm vua. Dù ông không còn làm vua nữa, không được Chúa công nhận là vua nữa, nhưng ông cũng vẫn đang làm vua, và ông David không có dám giết ông Saul. Và David phải rất là cực khổ, khó khăn chạy trốn Saul. Nhưng mà David vẫn chờ đợi, David không có tự xưng mình làm vua. David vẫn chờ đợi cho đến khi, những bài học trước chúng ta thấy rằng những người ở từng cái chi phái, người Do Thái thì có 12 chi phái, ở từng chi phái họ đến họ tôn David làm vua, họ đi theo, họ ủng hộ, họ giúp đỡ David. Và cho đến khi tất cả các chi phái đều công nhận David làm vua, thì lúc đó David mới biết rằng đó là thời điểm mà Chúa ban cho nên David
đồng ý làm vua của dân Do Thái vào đúng cái thời điểm mà Chúa ban cho. Chúng ta thấy đây là hình ảnh của vua David, và đây là một vị vua rất là đẹp lòng Chúa. Khi nói đến vua của người Do Thái là người ta nhắc đến ông David, bởi vì ông là một vị vua rất là giỏi, rất là đẹp lòng Chúa. Trong phần nhận biết, Chúa sẽ làm thành mọi điều tốt lành cho mỗi người trong thời điểm thích hợp. Chúa sẽ làm thành mọi điều tốt lành. Chúa sẽ làm. Và ở trong cái thời điểm thích hợp, trong cái thời điểm thích hợp, thời điểm tốt nhất của Chúa ban cho. Thực hành, Chúa có chương trình cho đời sống em. Chúa có chương trình cho đời sống em. Chờ đợi là điều khó cho em. Cái gì mà mình chờ đợi thì cũng thấy rất là lâu, phải không? Và mình cảm thấy rất là sốt ruột, rất là khó chịu. Dù nó là khó, nhưng mà xin Chúa giúp em tập tính kiên trì. Xin Chúa giúp em tập tính kiên trì. Kiên trì là bền bỉ trong việc chờ đợi, biết chờ đợi đúng thời điểm trong mọi việc. Đúng thời điểm rất là quan trọng. Giống như là vua David lên ngôi làm vua đúng cái thời điểm mà Chúa ban cho. Xin Chúa giúp cho mình có được cái sự kiên trì, cái sự kiên nhẫn để chờ đợi và đúng cái thời điểm của Chúa. Ở trong phần cầu nguyện, gợi ý, chúng ta đi đến phần gợi ý cầu nguyện. Cảm tạ Chúa là đấng biết hết mọi sự, Ngài biết tương lai của em. Xin Chúa cho em luôn đặt niềm tin nơi sự sắp đặt tể trị của Ngài. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện theo gợi ý trên nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Là đấng biết hết mọi sự, Ngài biết tương lai của con. Xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin nơi sự sắp đặt tể trị của Ngài. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa là đấng biết hết mọi sự, Ngài biết tương lai của con. Xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin nơi sự sắp đặt tể trị của Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho các em, để các em tin cậy vào sự sắp đặt tể trị của Chúa và được Chúa ban phước. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Các em nhớ chia sẻ kênh Thiếu Nhi Thông Sáng cho các bạn cùng học lời Chúa với mình nhé.